Apple cho biết những ứng dụng nghe nhạc video sẽ được phép sử dụng liên kết bên ngoài để người dùng đăng ký và quản lý tài khoản. Động thái này là một phần của thỏa thuận giữa Apple và Ủy ban Thương mại Công bằng Nhật Bản hồi năm ngoái, áp dụng với các ứng dụng về tạp chí, tin tức, sách, âm thanh, âm nhạc hay các nội dung video, còn được gọi là các ứng dụng đọc Reader App. Các ứng dụng này bao gồm một số tên tuổi phổ biến hiện nay trên App Store như là Spotify và Netflix. Trước đây, táo khuyết đã cấm các nhà phát triển ứng dụng chuyển hướng người dùng sang đăng ký bằng website bên ngoài. Thay vào đó, họ phải sử dụng trên hệ thống thanh toán của App Store và trả phí giao động từ 15-30% cho Apple. Chính sách mới sẽ giúp các ứng dụng này bỏ qua khoản phí trên. Sự thay đổi này được thể hiện trong các bản nguyên tắc cửa hàng ứng dụng của Apple, cho phép các ứng dụng đọc được tự quản lý khách hàng riêng của họ thông qua ứng dụng. Đây cũng chính là điểm mà các bên phát triển ứng dụng nêu ra với các cơ quan quản lý và tòa án tại nhiều nước. Apple cho biết chính sách mới sẽ được áp dụng toàn cầu. Tuy nhiên, quy định mới không áp dụng cho tất cả các ứng dụng. Các trò chơi có tính năng giao dịch mua hàng trong ứng dụng in-app đang đóng góp phần lớn lợi nhuận cho App Store vẫn phải sử dụng hệ thống thanh toán của Apple. Không yêu cầu phát hành phiên bản mới hoàn toàn trong bài đăng trên website dành cho những nhà phát triển. Tào Khuyết thông báo những nhà phát hành quan tâm có thể gửi biểu mẫu yêu cầu cho Apple và quy trình đánh giá ứng dụng sẽ phê duyệt các bản cập nhật ứng dụng. Với những liên kết chèn vào có định dạng liên kết chuẩn, không phải dạng một nút và có chứa tên miền của website mà nó liên kết tới. Ngoài ra, các nhà phát triển phải thêm một cửa sổ thông báo Apple không chịu trách nhiệm về quyền riêng tư hoặc bảo mật của các giao dịch đang được thực hiện với nhà phát triển này, trước khi người dùng rời khỏi ứng dụng. Apple cũng đưa ra một số hạn chế, chẳng hạn các ứng dụng đủ điều kiện sẽ không được cung cấp tính năng mua hàng trong ứng dụng hay các ứng dụng không cung cấp dịch vụ thời gian thực với một số cá nhân như các chương trình dạy kèm và huấn luyện thể thao vẫn sẽ phải thanh toán qua App Store. Công ty cho biết các ứng dụng có chứa nội dung số như là một tính năng nhưng tập trung vào mục đích sử dụng khác, ví dụ như các mạng xã hội cũng không trong diện áp dụng quy định mới chính sách mới được đưa ra trong bối cảnh các quy định của app store đang bị tòa án và các nhà lập pháp khắp thế giới giám sát chặt chẽ đáp lại apple đã thực hiện một số thay đổi về chính sách và tạo ra các khoản khắc phục cũng như giảm giá cho các ứng dụng và nhà sản xuất nhất định Tuy nhiên công ty không từ bỏ lợi ích cốt lõi là quyền xác định phần mềm nào có thể chạy trên iPhone, đồng thời tiếp tục tranh luận rằng phí App Store không đơn giản là để xử lý các khoản thanh toán mà còn là chi phí cho việc phân phối và hỗ trợ cửa hàng ứng dụng. Cũng trong ngày 30 tháng 3, Apple cho biết đã thay đổi chính sách tại Hà Lan, nơi công ty vừa bị phạt gần 50 triệu euro vì không tuân thủ yêu cầu của cơ quan giám sát chống độc quyền phải cho phép liên kết bên ngoài xuất hiện trên các ứng dụng hẹn hò chính sách mới của nhà táo không bắt buộc các nhà sản xuất ứng dụng tại hà lan phải phát triển một phiên bản hoàn toàn khác còn gọi là bản nhị phân như yêu cầu trước đó